Chào mọi người, em tên là Trang, năm nay em 27 tuổi và có một bé trai ạ. À. Bây giờ em xin phép kể câu chuyện của mình. Hồi còn nhỏ em có thích một anh trong lớp, anh ấy tên là Minh và cũng là chồng hiện tại của em. Nhìn anh ấy khá đẹp trai, ga lăng và cao nữa, nhưng có điều anh ấy không học tốt cho lắm. Trong lớp em cũng có nhiều người thích anh ấy lắm và em cũng là một trong số những người thích anh ấy. Nhưng may mắn thế nào mà em lại cua đổ anh ấy trước. Đánh bại biết bao nhiêu vệ tinh đang bay xung quanh Sau khi có được anh yêu xỉn sò con bò rồi Trong lớp em ai cũng ngưỡng mộ em hết Nhưng cũng có những người cực kỳ ghét em Em xin nêu tên những đứa ghen tị và ghét em ạ à. Cụ thể là ba đứa con Châu, con Thơ và con Mỹ Nghĩ là những đứa ghét em em vẫn còn thù nó Mọi người đừng nói em thù gia hay nha Tại vì em bị chúng nó bắt nạt nhiều Cho nên em ghét thôi ạ à. Em còn nhớ lúc em 17 tuổi thì ba đứa chúng nó nhào ra đánh hội đồng em để giành lại anh Minh. Vì ba đứa nó cũng thích anh ấy. Chúng nó đánh em xong rồi còn lôi đứt cặp sách, xé trách hết sạch sách vở của em. Rồi còn cấm em không được đi học gặp anh Minh nữa. Thế nên là em hận chúng nó lắm. Lúc đó em tự nói với lòng là phải trả thù ba đứa nó. Cho chúng nó biết thế nào là lễ hội. Chúng nó cứ bắt nạt em như vậy mãi đến khi lên đại học. Lúc này em 19 tuổi, gần 20 tuổi rồi. Em cùng hai thằng em và ba bà chị to con đi tìm ba đứa chúng nó để trả thù. Vừa thấy em thì chúng nó nhếch miệng cười, nói là em thèm ăn đánh nên tìm chúng nó hả? Em dơ ngón tay thối lên ba mặt chúng nó, rồi em lao thẳng, đánh ba chúng nó luôn. Hai bà chị em thấy thế cũng nhào ra đánh ba đứa nó, nhưng ba đứa nó vẫn không sợ mọi người ạ. À sáu đứa bọn em cứ đánh lộn mãi không phân được thắng bại mãi một lúc sau ba đứa kia có vẻ đuối sức nên bọn em dễ dàng hạ đo ván cả ba đứa nó lại xong rồi có một đứa vênh mặt lên chửi em là cái đồ hèn chúng mày năm người bắt nạt ba người không biết hèn hả có ngon thì solo một với một với tao nè thấy nó nói câu như vậy không biết xấu hổ nên em bảo hai chị của em đứng sang hai bên để đấu tay đôi với nó kết quả em vẫn đấm cho con bắt nạt em không trượt phát nào Xong rồi em mới túm cổ áo nó nói Thỏa mãn mày chưa Chúng mày khi xưa cũng chỉ là lũ rẻ rách ỷ đông bắt nạt tao thôi Giờ tao không còn như xưa nữa rồi Tránh xa anh Minh của tao ra Nếu không thì không còn cảnh cáo nhẹ nhàng như thế này nữa đâu nha Xong rồi em nện cho nó một đám nữa Rồi đi về cùng các chị em của em Sau lần đó thì chúng nó cũng không còn dám ve vãn bạn trai của em nữa và năm em 21 tuổi em lại cưới anh Minh, người mà em thích hồi nhỏ. Hôm đám cưới bạn em còn kể cho anh Minh biết chuyện chúng em đánh ba con nhỏ kia. Thì anh ấy sợ em và không dám la like, hay cằn nhằn em luôn. Em nói gì anh ấy cũng nghe em hết. Sau vài năm kết hôn với em thì Hạ sinh được một bé trai rất dễ thương và đẹp giống ba. Chuyện có hơi trẻ trâu chút nhưng mà em mong mọi người không nên vì yêu mà bắt nạt người khác như đám bạn xấu kia nha. xin chào mình là một bạn nữ vẫn đang còn đi học mùa hè này mình đã lướt qua Facebook nhiều và mình tìm thấy bài này vậy nên là mình cũng muốn được chia sẻ hồi còn lớp xấu của mình cũng là khoảng thời gian tồi tệ nhất mình lúc đó là một học sinh nhút nhát chẳng biết thân với ai mình cũng nhát với bỡ ngỡ lắm nên chỉ biết im lặng ngồi trong lớp và mình đã trở thành đứa lập dị trong mắt các bạn khác hồi đó mình có thích một bạn nam nói ra sao nhỉ từ hồi học kỳ 1 đã để ý rồi. Cậu ấy thường đeo khẩu trang vì cậu ấy rất tự ti về nhược điểm của cậu ấy. Nhưng vì mình hồi ấy si tình quá đi, nên bỗng chốc khuôn mặt cậu ấy, những khuyết điểm ấy với mình lại rất dễ thương. Nhưng mà hồi ấy mình phát hiện ra là có một bạn nữ khác thích bạn ấy, thích một cách lộ liễu. Bạn ấy còn ôm bạn nam mình crush giữa lớp, sau đó còn kiểu ép bạn nam ấy thích nữa. Bạn nữ ấy có một hội chị em rất có quyền lợi. Bạn nam kia phản kháng, nhưng bởi vì mấy bạn nữ ấy chị em với nhau, nên bạn nam rất bất lực. Mình vì si tình nên cũng thấy thương bạn nam, nhưng chẳng thể làm gì. Vì mình biết nếu có ai nhúng tay vào, hội chị em bạn nữ lại đăng mấy cái story post, rồi để lại cái trang giật tích đùng đùng. Story thì thôi rồi, giật như trong quán bar, từ ngữ thì nhạy cảm vô cùng. Lúc đó mình có lỡ nhìn bạn nam nhiều quá, nên hội chị em kia để ý, rồi một lần, con nhỏ, mình xin phép nói là nhỏ nha, vì đây chính là người đã gây ra vết thương tâm lý lớn nhất với mình, đã cố ý gây sự với mình và khiến mình khóc. Nhỏ đã phá hoại đồ của mình, rồi trơ tráo nói rằng chỉ là món đồ bé tí rẻ tiền. Mình nói thẳng nó không hề rẻ như vậy. Bạn ấy giả vờ, điếc, mặc cho mình bất lực và bật khóc cũng không thèm xin lỗi. Sau đó còn Lan tin rằng mình thích bạn nam kia. Tin đồn Lan xa, tất cả mọi người xa lánh và nói xấu mình mình cũng chỉ muốn thích thầm bạn nam kia thôi mà đã vỡ lỡ mọi chuyện hội chị em đó quyết định chà đạp mình bằng những câu từ bẩn thỉu nhất họ gọi mình là con đời y đi ngã tiểu tam mình không hề muốn như vậy mình chỉ muốn thích thầm lặng muốn thích mãi rồi thôi chứ không muốn ve vãn hay tán tỉnh ai cả họ xỉ nhục giọng mình trong rút chát chung nói rằng nó chỉ mãi là con tiểu tam còn rất nhiều ngôn từ khác và nó diễn ra mỗi ngày đi học nó là địa ngục đối với mình nhưng họ lại coi mình chỉ là một con búp bê và chà đạp những lời ô uế nhất dành cho mình như con tự kỷ, con lợn béo, con đờ y ngã, con tiểu tam mặt dày vân vân. Đỉnh điểm là họ tru tréo những cụm từ đó để bắt mình rót nước cho họ uống và rồi mình đã không thể vượt qua cú sốc đó. Mình choáng váng, đau đớn và tuyệt vọng, cảm giác như đang chới với giữa đống bùn lầy đầy lời mỉa mai và rồi tức nước vỡ bờ một bạn nam đến và đã nói mình là con tự kỷ và sỉ nhục mình bạn nam này nổi tiếng xấu tính mình không thể chịu được nữa mình đã khóc thật to mình đã chạy lại chỗ cậu ta và đấm cậu ta mình đã khóc đã la lên rằng mình không hề tự kỷ vừa khóc vừa đấm vào mặt hắn khiến hắn xin lỗi rối rít rồi chạy đi sau vụ này mình đã trở nên thu mình hơn nhưng nhờ vào một người đã truyền cho mình động lực to lớn đó là người bạn mình quen được trong lớp thật may mắn vì cậu là người duy nhất an ủi mình và cùng mình vượt qua chuyện này nếu cậu có thấy video này thì tôi rất cảm ơn và thật may mắn khi có cậu làm bạn nhờ cậu ấy mình đã vượt qua phần lớn cú sốc này bây giờ bọn mình vẫn là bạn nhưng trong thâm tâm mỗi khi mình nhớ lại câu chuyện ám ảnh đó mình lại muốn khóc trước nhiều mình phải làm sao để chống chọi hoàn toàn cú sốc này đây mong các bạn cho mình lời khuyên với ạ gửi tới cậu thanh xuân của tôi tôi và cậu ấy học chung lớp từ nhỏ ban đầu tôi chả để ý gì đến cậu nói thẳng ra là rất ghét cậu vì cậu là người hay bắt nạt và trêu tôi lúc đó tôi chỉ muốn đánh cậu ấy cái tên đáng ghét và hay bắt nạt mấy bạn trong lớp của tôi nhưng cậu ấy cũng có lúc bảo vệ tôi lúc tôi lên lớp học thì vô lớp cô bảo cả lớp đưa bảo hiểm y tế của mình cho lớp trưởng thì tôi tìm không thấy lúc đó tôi rất sợ về bị mẹ la nên giờ ra chơi tôi gục mặt xuống bàn khóc thì cậu ấy tới hỏi tôi ê nhóc con bị gì vậy tôi nói liên quan đến cậu hả cậu ấy quay đi liếc tôi một cái rồi cậu ấy đứng trước lớp nói với giọng đe dọa ai lấy đồ của nhóc nhỏ kia thì mau trả lại nếu không thì tôi kiểm cập lúc đó tôi mới ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu ấy với ánh mắt nghi ngờ và nghĩ cái tên này này uống lộn thuốc hả sau một hồi lục soát hết cặp trong lớp thì vẫn không thấy gì. Lúc đó tôi nghĩ chắc là rớt mất ở đâu đó rồi. Rồi hôm đó tôi ra về với vẻ mặt buồn bã chạy xe về thì bất ngờ ở đâu ra có một bóng dáng quen thuộc chặn đầu xe tôi lại. Đúng lại là cậu ấy nhưng với vẻ mặt lạ thường hỏi tôi đi chơi không. Tôi lúc đó cũng từ chối nhưng cậu ấy cứ kéo xe tôi lại không cho đi. Tôi bất lực đồng ý đi với cậu vì cứ đứng dây dưa mãi cũng không khéo chắc tới tối tôi cũng đang buồn nên thôi đi vậy. cậu ấy chở tôi đến quán kem mà tôi thích, rồi dẫn tôi đi gấp thú được. cậu ấy bày đủ trò để cho tôi vui. tôi nhìn cậu ấy lúc ấy như một người khác vậy. không phải là cậu bạn hay bắt nạt tôi, mà là một người thật sự rất đẹp trai và dịu dàng. chúng tôi bên nhau cùng nhau học cùng nhau lớn lên. và năm tôi 17, bảy, cậu ấy chuyển nhà đến nơi khác. tôi còn nhớ ngày hôm đó, cậu ấy hẹn tôi đi chơi nhưng vẻ mặt của cậu ấy rất buồn không giống ngày bình thường khi đi chơi xong cậu ấy có đưa cho tôi một con gấu bông rồi chở tôi về lúc tôi bước xuống xe định vào nhà thì cậu ấy kéo lại nói khi nào tao rảnh tao sẽ về thăm mày mày đừng có giận tao tao đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe đó tôi lúc đó nhìn cậu ấy mắt trưng trưng muốn khóc nhưng tôi phải nén lại vì tôi sợ cậu ấy khóc theo tôi mặc dù rất buồn nhưng tôi vẫn nói với cậu ấy mấy câu Mày đi mau về còn chở tôi đi chơi nha, tao chờ. Nói xong tôi quay đi, chạy vào phòng ôm con gấu bông khóc. Tôi cũng chả hiểu sao tôi lại buồn đến như vậy. Sau 2 năm kể từ ngày cậu ấy đi, tôi cũng có những người bạn mới. Nhưng tôi vẫn còn giữ liên lạc và call video thường xuyên với cậu ấy. Cho đến Tết năm 2021, cậu ấy bất ngờ trở về. Lúc đó tôi đang về nhà, vừa dẫn xe ra khỏi cổng trường thì có một giọng nói quen thuộc gọi tôi lại theo phản xạ tôi quay ra sâu thì thấy cậu ấy tôi đứng hình nhìn cậu ấy cậu ấy nhìn tôi cười chúng tôi cứ nhìn nhau vậy cho tới khi tôi hoàng hồn lại sau vài giây thì tôi buông xe xuống rồi chạy tới ôm chầm lấy cậu ấy và đấm vào ngực nói sao mày về mà mày không nói với tao ra đón cậu ấy chỉ cười rồi xoa đầu tôi tối hôm đó cậu ấy rủ tôi đi chơi lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau nên tôi với cậu nói chuyện rất nhiều sau một hồi nói chuyện thì trời cũng tối nên cậu ấy chở tôi về. Trên đường về, cậu ấy bất ngờ nắm tay tôi và nói tỏ tình. Này, tao có điều muốn nói. Thật ra, tao thích mày từ rất lâu rồi. Mày làm người yêu tao nha. Tao không muốn xa mày nữa đâu. Tôi lúc đó hơi bất ngờ, với lại tôi cũng thích cậu ấy nữa, nên là đồng ý. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm xa cách, thì chúng tôi đang chuẩn bị kết thúc bằng một cái đám cưới tuyệt vời. Chào mọi người, em là nữ, sinh năm 2002, em xin phép được giấu tên ạ. À. Em là người rất ngưỡng mộ chuyện tình yêu đẹp của các bạn ạ. À. Em cũng muốn mình có một tình yêu thật đẹp, trong sáng và dài lâu. Em và anh quen nhau khoảng 4 tháng, anh sinh năm 2000 và lớn hơn em 2 tuổi. Lý do chúng em quen nhau là tình cờ em gặp một bạn đăng trên Facebook và từ đó em bắt đầu theo dõi tất cả các bài viết của anh để hiểu rõ anh hơn. Vào tháng 3 năm này, em thấy anh đăng story và em đã rep story của anh. Không ngờ anh chép lại em luôn mọi người. Em vui lắm. Qua hôm sau em nghĩ anh chỉ nói chuyện với em một lần là hôm qua thôi. Ai ngờ anh nhắn trước cho em vào ngày hôm sau luôn. Rồi bắt đầu từ đó, mỗi sáng anh đều nhắn cho em. Rồi tụi em nói chuyện đủ thứ trên đời suốt ngày. Rồi một tuần sau tụi em bắt đầu mập mờ dần dần với nhau. À em học một trường cao đẳng ở dưới quê Anh thì học trên Sài Gòn Nhưng mà tụi em cùng quê với nhau Lần hẹn hò đầu tiên là em lên Sài Gòn chơi với chị em Rồi chúng em hẹn gặp nhau luôn Chúng em nói chuyện với nhau rất hợp Và em đã rất hy vọng vào chuyện tình như mơ này của mình sẽ tốt đẹp Từ đó chúng em bắt đầu hẹn hò với nhau Em thấy hạnh phúc lắm, nhưng có lúc không, Em rất thích anh nên em thấy dường như khuyết điểm ngoại hình gì mà bạn bè em nói về anh, em đều gạt ngang. Em nói người yêu em xinh trai chả ai sánh bằng. Mà anh đẹp trai thật mọi người ạ, à. nhưng mà chỉ cao hơn em có 4cm thôi. Mà em thấy vẫn không sao, em không mang dạy cao là được. Thường thì anh vừa học vừa làm, nên anh nói cứ nhắn anh rảnh thì anh sẽ trả lời. Nên em nhắn cho anh nhiều lắm, nhưng lâu lắm thì anh mới trả lời. Nhưng không sao... Em biết là anh đang bận, nhưng có lúc anh không đi làm, không đi học, anh online Facebook, em nhắn cho anh mà cứ 5 phút anh trả lời một tin, 10 phút anh trả lời một tin một cách hời hợt. Em nhắn cho anh như một tấu chương dài luôn á, mà anh trả lời lúc nào cũng hời hợt, nói chủ đề anh thích anh mới trả lời nhiều, không thích thì anh trả lời vài chữ cho qua. Nhưng mà không sao, em vẫn chịu đựng được, nhưng mà anh ít quan tâm em lắm. Em nhắc khéo anh thì anh nói anh khô khang không biết nói sao. Lúc em nói em bệnh thì anh nói em uống thuốc đi rồi ngủ sớm. Qua chiều tối hôm sau anh mới hỏi em khỏe chưa. Em nghĩ là yêu xa nên cũng không làm gì được nên cho qua. Nhưng mà vẫn không sao, em vẫn chịu được. Nói ngoài miệng không sao, nhưng trong lòng em cũng tuổi thân lắm. Cứ tưởng cuộc tình đẹp đẽ hạnh phúc, thần tình yêu đã chịu nhìn ngó đến mình không ngờ một buổi tối nọ em và anh nói về vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân em nói em là người cổ hủ nên em thấy chuyện đó quan trọng với em lắm em cũng biết xã hội ngày nay phát triển với suy nghĩ của mọi người cởi mở thoải mái hơn rất nhiều nhiều người quen lâu thì chuyện đó bình thường em cũng thấy chuyện đó với mọi người bình thường nhưng thực tế đối với em thì em không muốn gia đình em được gọi là gia giáo nên lỡ có thai hay chuyện gì em không biết làm sao anh thì nói nếu có gì thì anh sẽ chịu trách nhiệm nhưng mà anh nói bằng miệng thôi chắc gì đã thực hiện được mọi người xong hai em nói qua lại về vấn đề này nhiều lắm em hỏi anh lỡ mà anh có làm gì em không anh nói anh không biết xong anh nói anh nghĩ anh không thay đổi con người anh được đâu em quyết định đi quyết định là quyết định sao mọi người quyết định quen anh sau đó thì làm chuyện đó với anh trong khi em nói cái đó rất quan trọng với em em muốn giữ nó đến ngày cưới xong em nói với anh em không chấp nhận chuyện đó xảy ra anh nói vậy, em là người bắt đầu thì em hãy là người kết thúc đi. Xong tụi em chia tay vào ngay buổi tối hôm đó luôn đó mọi người. Kết thúc một mối tình mà em đã đặt ra rất nhiều hy vọng. Em còn vẽ ra tương lai của hai đứa nữa. Em đã khóc rất nhiều. Em nhớ tất cả mọi thứ về anh. Nhưng mà bây giờ chuyện tình này là chẳng còn gì nữa rồi.